sân khấu và lên sân khấu để thay mặt chương trình đêm hoan ca một số thân thêm cho một đoàn nhạc sĩ chúng ta. Một lần nữa anh em chúng con xin kính mời cộng đoàn và các bạn thân nhân chúng ta cùng đổ lên một tràng hoan tay thật to, thật to để chào mừng cha trái chứa ông Coutinho. Quảng đâu ra à? Quảng nó đi ấy được đâu. Tôi xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng nhau đứng lên hát đi chú Linh Thần. Xong rồi chúng ta thay mặt. Thế đi cha và con và thánh thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương tâm nhớ hồn ban xuống cho con hồng ân gian chương trình hoan ca và đến chương trình diễn viên thì xin triệu Chúa Hải Đồng xuống dưới cuối để ở trong đó sau đó diễn viên xong là sư đức. Kính thưa tất cả quý cụ, quý ông bà, quý khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện tại quảng trường giáo xứ cổ điển rất thân mến. Hôm nay là ngày vô cùng vui hạnh phúc đối với người công giáo chúng ta nói riêng và cũng là một ngày hết sức vui mừng của toàn thể nhân loại. Ngày lễ Noel năm nay nhằm vào ngày trong năm thánh lòng Chúa thương xót, toàn thể giáo hội đang tôn vinh lòng Chúa thương xót khi chúng ta mừng kỷ niệm hơn 2.000 năm Chúa Giêsu xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Chúng ta nhìn vào hang đá Bethlehem, chúng ta thấy cảnh Giáng sinh thật là nghèo nàn mà chính ngôi hai Thiên Chúa đã chọn để Ngài xuống thế cứu độ toàn thể nhân loại. Ngài tự trở nên một vị Thiên Chúa nghèo khó để Ngài làm cho chúng ta sầu bỏ. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, kính thưa quý đoàn đã đến từ các giáo họ, cách riêng là quý đoàn đến từ các trường phổ thông trung học, trường cấp 1, cấp 2 và các đơn vị đã đến đây để tham gia vào chương trình hoan ca mừng Chúa Giáng sinh hôm nay rất là bên. Chúng ta đến đây vì lòng yêu mến một vị Thiên Chúa và đến đây để học hỏi đời sống của chính Ngài để làm mẫu gương cho đời sống chúng ta. Hy vọng rằng tất cả những gì mà Thiên Chúa đã xuống để làm người tác động lên mỗi người chúng ta và đem lại cho chúng ta một niềm vui, hạnh phúc đích thực, đem lại cho thế giới được hòa bình, an vui, hạnh phúc, mọi nhà được hạnh phúc và phát triển không ngừng trong đời sống đức tin và đời sống xã hội. Chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh trong bầu không khí năm thánh lòng Chúa thương xót, năm thánh kỷ niệm 80 năm thành lập giáo phận Thái Bình, một niềm vui vô cùng lớn lao đối với người công giáo chúng ta. Và trong lúc đó cả thế giới cũng đang có rất nhiều sự lo lắng, chiến tranh loạn lạc cũng rất nhiều trên hành tinh này, thì chúng ta hãy cầu nguyện
xin Chúa Giáng sinh trong đêm nay, Ngài sẽ chúc lành cho thế giới được hòa bình, cho quê hương đất Việt thân yêu của chúng ta, mọi người biết thương nhau và yêu cầu hạnh phúc cho nhau, cùng xây dựng một đời sống đức tin mỗi ngày mạnh mẽ hơn, xứng đáng các vị tiền nhân anh sống đã hy sinh máu đạo để làm chứng cho Chúa. Và chúng ta sẽ đem tất cả những tâm tình của ngày lễ mừng Chúa Giáng sinh, tâm tình của Chúa Giêsu khôi hai chúng thế làm người, để đem cho lại cho thế giới được cuộc sống hạnh phúc và bình thích thực. Và với tất cả những niềm tin đó, tôi cầu chúc cho tất cả quý cụ ông bà anh chị em trong đêm diễn nguyện hôm nay và trong đêm lễ Giáng sinh hôm nay, đem lại nhiều niềm vui tốt đẹp cho mọi người. Kính chúc tất cả quý cụ quý ông và anh chị em quý đoàn trong đêm Giáng sinh này và một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, bình an và vui tươi, công việc làm phát triển mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Cầu chúc cho quý đoàn để phục vụ trong chương trình diễn nguyện hoan ca mừng Chúa Giáng sinh một cách tốt đẹp và xin kính chúc. Và giờ đây tôi long trọng tuyên bố chương trình diễn nguyện hoan ca và diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh được bắt đầu. Thank you.
Không được rồi, được rồi, ta quay rồi. Oh, my God.
chúng ta đã nghe được những lời chia sẻ căn dặn rất quý báu của cha dành cho chúng con. Chúng con luôn khắc ghi, và để đáp lại tình cảm của cha, chúng ta hãy đổ một tràng pháo tay thật đôn đang để cảm ơn cha. Và để mở đầu cho đêm canh thức hôm nay, mời quý vị đến với giáo họ Giang Ti qua bài Lời Du Đêm Noel. Đã gửi đến cộng đoàn chúng ta toàn cảnh lên Chúa Hải Đồng sinh ra để bình an cho thế nhân. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật tương tăng để cũ cho các bạn. Vâng, không chỉ các bạn trẻ trong giáo xứ chúng ta mà còn những bạn trẻ trong tôn giáo bạn cũng có những tiết mục chung chia niềm vui với giáo xứ chúng ta. Và để tiếp nối câu chuyện con Chúa xuống thế làm người, các bạn đến từ trường Trung học Cơ sở Việt Thuận đem đến cho chúng ta bài hát
bài múa múa đối kết tình nhân và bài mùa đông năm ấy. Xin kính mời các bạn. Sáng xuân